Có lẽ ngay từ đầu chương trình thì Thanh Hải đã làm cho Tony cảm thấy rất là háo hức, muốn ngắm sắc vàng rực rỡ của hoa giỏ quy vào mùa này. Và còn chần chờ gì nữa phải không Thanh Hải? Vâng, đúng như vậy, không để Thanh Huy và quý khán giả chờ lâu hơn nữa thì ngay sau đây chương trình sẽ đưa chúng ta đến với một không gian ngập tràn sắc hoa giả quỳ rực rỡ trong những ngày đầu đông trên mảnh đất cao nguyên. Đà Lạt cuối thu đầu đông, những cánh hoa giả quỳ màu vàng cam nở rộ khắp các triền đồi đã làm nao nức bao người gần xa mỗi khi tìm về thành phố ngàn hoa. Chuyện kể rằng ngày xưa ở vùng cao nguyên xa xôi nọ, có chàng Ca Lan, một dũng sĩ tài năng, đã trao gửi trái tim mình cho nàng Hờ Liêm, cô gái đẹp nhất vùng. Thế nhưng hạnh phúc đôi tình nhân không được bao lâu thì La Rin, con trai trưởng tộc La Siên, luôn chia cắt và tìm mọi cách để giành lấy trái tim của Hờ Liêm. Vì quyết bảo vệ tình yêu của mình, Ca Lan và Hờ Liêm đã nguyện chết cùng nhau, mong ước được bên nhau mãi mãi. Nơi chôn đôi tình nhân mọc lên một loài hoa dại sinh sôi mạnh mẽ và chỉ nở rộ vào tiết trời cuối thu, thời điểm mà đôi tình nhân ấy quyết định ra đi cùng nhau. Vì lẽ đó, khi Đà Lạt lập đông, du khách muôn phương tìm về chốn này không chỉ để tận hưởng không khí se lạnh mà còn mong muốn chiêm ngưỡng một loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy của tình yêu đôi lứa.